Xuân Phương xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trước khi được biết đến là một nhà hoạt động dân chủ nhân quyền, nhà giáo Phạm Minh Hoàng được biết đến là một giảng viên toán tại trường Đại học Bách khoa Sài Gòn. Trong thời gian giảng dạy tại đây, ông cũng đã tổ chức một số các lớp huấn luyện kỹ năng mềm, soft skill cho các sinh viên. Bên cạnh sự quan tâm về tình trạng nhân quyền của Việt Nam, về tình hình nhân quyền, về cuộc sống của người dân ở Việt Nam, nhà giáo Phạm Minh Hoàng cũng muốn chia sẻ niềm đam mê và những kiến thức khoa học ứng dụng trong cuộc sống. Và đó là lý do mà ông đã soạn và thực hiện chương trình mang tên Khoa học và chúng ta. Xuân Phương xin mời các bạn cùng nghe những chia sẻ của nhà giáo Phạm Minh Hoàng để biết rõ hơn về nội dung, mục đích của chương trình mới này, chương trình Khoa học và chúng ta. Sư phụ xin kính chào nhà giáo Phạm Minh Hoàng. Vâng, tôi là Phạm Minh Hoàng từ Paris. Xin thân chào Xuân Phương và xin kính chào quý khán thính giả. Vâng, rất vui khi được biết là nhà giáo Phạm Minh Hoàng sắp có một chương trình nói về lĩnh vực khoa học. Trước hết, Xuân Phương xin được hỏi, qua chương trình Khoa học và chúng ta, ông muốn truyền tải điều gì đến cho người xem? Và ông có thể giới thiệu sơ qua về nội dung của chương trình mới này. Vâng, thì cũng như là Xuân Phương vừa trình bày hồi nãy, thì đúng cái niềm đam mê của tôi và thậm chí có thể tôi nói là cái hạnh phúc của tôi là được đứng truyền đạt những cái kiến thức của mình cho những cái thế hệ đi sau, những cái thế hệ kế thừa. Thì trong thời gian giảng dạy ở trường Đại học Bách khoa thì rõ ràng là tôi đã được hưởng cái hạnh phúc đấy. Thì chẳng may cái cuộc đời nó không như ý mình muốn thì tôi đã bị trục xuất sang Pháp. Thì kể từ lúc mà sang Pháp này thì tôi cũng như mọi người thôi, tôi cũng phải sống. Thì tôi đã theo dõi ở trên mạng những cái clip về khoa học rất là hay, rất là bổ ích. Và tôi nghĩ rằng là tôi sẽ cô đọng những cái clip đó lại thành những cái chủ đề mà tôi muốn gửi gắm cho đến các sinh viên, các bạn ở Việt Nam để có thể tiếp thu những cái kiến thức mới của nhân loại. Tôi nghĩ là không ai có thể nói là mình biết hết tất cả các vấn đề của xã hội nói chung cũng như là khoa học nói riêng. Thì tôi cũng chỉ muốn góp phần của tôi một chút xíu, một phần rất là nhỏ để cống hiến những cái gì tôi có thể làm được cho các sinh viên Việt Nam. Về cái nội dung á, thì đương nhiên thì nó sẽ đặt nặng về toán học nhiều, tại vì cái đó là cái môn mà tôi biết nhiều hơn. Thì ngoài ra, ngoài toán học thì còn có vật lý, về cơ học và đặc biệt là những cái vấn đề dĩ nhiên về tin học nữa, là một những cái môn rất là thời thượng. Và còn nhiều cái vấn đề mà chúng ta, người Việt Nam ở trong nước cũng hay đề cập tới, đó là cái chuyện chẳng hạn như là trí tuệ nhân tạo hoặc là cuộc cách mạng công nghiệp sơ bộ lần thứ tư, và tất cả những cái gì mà tôi thấy hữu ích mà thế giới họ đang tìm hiểu. Tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ truyền tải cái đó về cho bà con ở Việt Nam. Như vậy, đối tượng chính của chương trình là giới sinh viên, học sinh. Vậy thì cách thức trình bày của chương trình sẽ như thế nào thưa ông? Với cái hình thức thì chắc là tôi chỉ dựa những cái nền tảng của cái phần mềm PowerPoint. Tôi sẽ soạn ra những, chẳng hạn như là những cái bài toán, tôi soạn những cái đồ thị, những cái hình ảnh, những cái chuyển động. Song song đó tôi cũng tìm những cái đoạn phim để tôi làm cho cái chương trình nó sinh động trở lên. Thì nó khác với một cái chương trình thời sự thường ấy. Thì cái chương trình của tôi đó là chương trình nó đòi hỏi đầu tư khá nhiều về công nghệ. Thì cái mục đích của tôi là muốn tạo ra một cái sự hấp dẫn cho sinh viên cũng như là người Việt Nam nói chung. Và đặc biệt tôi muốn quan tâm đến các em học sinh, các em sinh viên ở những vùng sâu, vùng xa. Chúng ta cũng biết là Việt Nam là cái tỷ lệ mà Internet rất là cao, đến gần 60-70% lận. Thì tôi nghĩ là những cái gì mà tôi làm thì các em, các cháu học sinh Việt Nam có thể tiếp nhận một cách rất là dễ dàng.
Cũng liên quan đến vấn đề nội dung á, thì cái khó của tôi là làm sao mà phải làm cho nó đừng có cao quá và đừng có thấp quá, nó nửa nửa thôi. Vậy tôi nghĩ là cái mà có thể đáp ứng được cái ưu tư của tôi thì có thể là tôi cái những cái nội dung sẽ dành cho các học sinh từ cấp 3 trở lên đến đại học. Theo ông nói thì trọng tâm của chương trình sẽ nói về toán học, nhưng có người cho rằng phần nhiều những gì về toán mà họ đã phải học ở trường, họ không sử dụng trong đời sống của họ sau này, hoặc là nhiều nghiên cứu về toán học, họ không nhìn thấy thực tiễn, không có chỗ để áp dụng trong cuộc sống. Ông trả lời như thế nào về nhận xét này? Chắc chắn đối với một người đã từng dạy toán thì tôi sẽ không đồng ý họ rồi, nhưng mà tôi sẽ cố gắng thuyết phục cho mọi người biết là những người họ cho là toán học là một cái gì nó vô bổ, thì đối với tôi á, có lẽ là họ thấy là toán học nó không liên quan trực tiếp với họ, hoặc là nó có liên quan họ không thấy cái sự liên quan đó. Thì tôi lấy một ví dụ rất là đơn giản, rất là đơn sơ, để quý vị đi chợ chẳng hạn, quý vị đi mua đồ chẳng hạn, cái món đồ đó là 30, mình đưa 50 mà người ta thối lại có 10 đồng là chúng ta sẽ phản đối ngay thôi, thì cái đó là toán học rồi. Nó cao hơn một nấc nữa là chẳng hạn như trong tương lai có thể chúng ta đi mua nhà hay là chúng ta đi làm việc, chúng ta phải đi thương lượng về cái vấn đề đi mượn nợ, mượn tạm gọi như cái tiền vay nhà, tiền tiền vay để mua nhà, thì cái đó chúng ta phải tính toán làm sao mượn trong một khoảng thời gian nào, mượn với một cái giá lời bao nhiêu, cái tạm gọi như cái tiền lời là bao nhiêu phần trăm để có thể chấp nhận được, thì cái đó là đó đều là toán hết. Thì một khi mà chúng ta không tiếp xúc, chúng ta không đụng chạm với những cái đấy thì chúng ta bảo là nó không có ích lợi với chúng ta, nhưng mà thực sự tôi nghĩ là sớm muộn gì chúng ta cũng phải sử dụng nó mà thôi. Rồi quý vị thử tưởng tượng chung quanh ta, những cái gì xảy ra chung quanh ta cũng đều là toán học cả. Nếu mà không có những cái phần mềm thì có lẽ con người ta sẽ không xây dựng được những cái cầu như ngày hôm nay. Mà những cái phần mềm nó dựa trên cái gì, nó cơ sở toán học tất cả. Nó thực sự là nó xây dựng trên cơ sở toán học. Nếu không có toán học, tôi có thể khẳng định là không có được chấm dứt phần mềm đó. Mà không có phần mềm đó thì những cái máy tính, nó có siêu máy tính thì cũng vứt vào rác mà thôi. Thì đó, khi nào một chúng ta tạm gọi là chúng ta tiếp xúc đến những vấn đề đó thì chúng ta thấy cái lợi của toán học. Và một điểm sau cùng tôi muốn nói là trong cái thời đại ngày hôm nay, cái lúc mà cả thế giới của chúng ta đang oằn mình chống cái dịch COVID, chúng ta đừng quên là các chính phủ họ không chỉ dựa trên các lời khuyên của các bác sĩ để có một cái hoạch để hoạch định một cái chương trình để chống dịch. Họ còn dựa trên những cái tính toán của các nhà toán học để tính về cái độ lan truyền của cái con virus này như thế nào. Thì chúng ta cũng cũng đều thấy là nó cái sự tạm gọi như cái sự cái lan truyền nó rất là nhanh. Và cho đến khi nào người ta chưa tìm ra cái vaccine đó, thì cái hay nhất đó, nó vẫn là chúng ta phải tự cô lập, và là chúng ta phải đeo khẩu trang, chúng ta phải tránh xa, không có được gần gũi, đại khái là tiếp xúc như đó. Thì tất cả những cái quyết định đó, đó không phải là chỉ có bác sĩ góp ý, mà đó là có những cái sự đóng góp của các nhà toán học nói riêng và các nhà khoa học nói chung cho các chính phủ, cho các nhà các hoạt động hoạch định về kinh tế để có thể là để cho thế giới vượt qua được cái cơn đại dịch này. Vâng, ông và Minh Hoàng vừa chia sẻ về một số những ứng dụng toán học nói riêng trong cuộc sống. Ông có thể tiết lộ thêm về một số những ứng dụng khoa học trong đời sống con người, đời sống của chúng ta mà ông sẽ nói đến trong chương trình? Vâng, tôi nghĩ là Xuân Phương như mọi người ở đây, chúng ta đều trong túi chúng ta đều có một cái smartphone hết. Thì một trong cái ứng dụng mà chúng ta xài smartphone là chúng ta đi tìm con đường không phải là cái đường ngắn nhất mà đường nhanh nhất để đi từ điểm A đến điểm kia. Thì đây á, là một ứng dụng của lý thuyết đồ thị. Nếu mà không có cái lý thuyết đồ thị á, thì cái smartphone cũng sẽ không có được cái apps làm gọi như chạm như Google Map hay là Map chẳng hạn. Họ đều họ dựa trên những cơ sở về toán học, họ tính ra con đường đi tối ưu. Con đường đi nó có thể không phải là con đường ngắn nhất, nhưng con đường tối ưu, nhanh nhất. Đó. Thì và cũng có một thí dụ như vậy nữa. Một ông tài xế taxi, ông sẽ có một cái app, ông ấy sẽ tính làm sao mà cho con đường đi nó không phải là nhanh nhất, nhưng mà con đường đi nó lợi cho ông ta nhất. Có thể ông đi ngoằn ngoèo làm sao đấy, nhưng mà cuối cùng cũng được kiếm tiền cho ông ta. Thực thực thì họ cũng dùng toán học
để họ tạm gọi như họ tạo được cái lợi cho họ. Thì những cái gì mà toán học cũng như khoa học có liên quan đến đời sống mà tôi có cố gắng tôi sẽ trình bày thì nó thực sự nó liên quan đến đời sống chúng ta. Thì có lẽ là mọi người đều biết rằng là cái tình trạng lũ lụt ở Việt Nam đến ngày hôm nay là chúng ta biết rằng là rất là nhiều tỉnh của miền Trung đang sống trong cái hoàn cảnh rất là đau thương. Có lẽ mọi người đã thấy cái hình ảnh của một ni cô nó ôm cái cột khi mà cái nhà máy nó xả 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 lũ. Thì cái vấn đề lũ lụt nữa, cái vấn đề dòng chảy của một của một dòng sông, cái đó đều là những phương trình toán học cả. Tôi còn nhớ hồi tôi đi dạy thì người ta các thầy cô ở trong trường đó đều phải đối phó một cái chuyện là làm sao mà giải quyết được cái vấn đề cái dòng chảy của sông Cửu Long. Cái sông Cửu Long của chúng ta rất là lớn, nó đổ ra biển nó tới chín cửa lận mà cửa nào cũng rộng mênh mông ấy, nhưng mà không có cái tàu nào nó vào xong được, vào trong Cần Thơ, nó vào trong được Mỹ Tho được. Tàu lớn thôi, nó tàu lớn, nó trọng tải lớn khoảng từ 15 20 ngàn tấn trở lên. Làm sao? Tại sao? Tại vì ở đó cát nó bồi nhiều quá. Mà cát nó bồi nhiều thì con người ta phải tìm cách giải quyết. Mà Xuân Phương có thể tưởng tượng nó, người ta có thể tính cái chuyển động của một hạt cát để người ta biết được đường đi của hạt cát là như thế nào, mà tại sao nó bồi chỗ đó mà tại sao nó bồi chỗ khác. Thì đây là bài toán phải nói là cực khó. Nó khó, người Pháp hồi họ còn ở Việt Nam họ đã đặt ra vấn đề này rồi. Thì cho đến ngày hôm nay tôi đã biết rất là nhiều sinh viên Việt Nam đang du học ở Pháp đang cố gắng tìm hiểu để giải quyết vấn đề này. Thì họ phải dựa vào các nguyên tắc của toán học để giải quyết vấn đề này cho người dân ở đồng bằng sông Cửu Long. Và đó, cái gì mà tôi kể nó là những cái gì mà tạm gọi như là nó cũng khá gần gũi với đời sống của chúng ta. Một cái gần gũi hơn đó là vấn đề ô nhiễm ở Việt Nam. Vấn đề ô nhiễm ở Việt Nam thì ai cũng biết là trong thời gian qua cái vụ cháy của một nhà máy sản xuất thủy tinh hay là sản xuất sơn ở Hà Nội, cái vụ ô nhiễm ở các dòng sông chẳng hạn, thì tất cả cái độ ô nhiễm được người ta có thể tính toán bằng những cái phương trình và người ta có thể dùng toán học để cải thiện cái môi trường đó. Thì nói tóm lại một lần nữa tôi cũng xin được khẳng định một điều, toán học nó giúp ích cho chúng ta chứ không phải là nó vô bổ như là nhiều người nghĩ. Biết ông là một người khá bận rộn vì nhiều công việc khác. Như vậy xin được hỏi, chương trình khoa học của chúng ta sẽ được thực hiện mỗi tuần một lần hay là mỗi ngày một chương trình thôi? Nếu mà nếu mà chúng tôi làm cái chương trình này một ngày một lần thì tôi có thể làm được trong một tháng, về trong đó là tôi sau đó thì tôi chắc còn được có chừng 20 kg đâu, chỉ có da và xương mà thôi. Thì tôi thú thiệt đó, để thực hiện một chương trình thì với sự giúp đỡ của những người chung quanh tôi, là những người đằng sau cái camera cũng như là những người ở rất là xa tôi, thì tôi phải nhờ họ giúp đỡ tôi về kiến thức. Có cái kiến thức đó thì tôi mới nhờ một số người hoặc là chính tay tôi phải thực hiện những cái tạm gọi những cái hình mà nó chuyển động. Thì tất cả những cái đó đòi hỏi thời giờ rất là nhiều. Và cho đến ngày hôm nay, cho dù tôi đã về hưu rồi thì cái tối đa tôi làm được cũng chỉ có một tuần một lần thôi. Tôi ước mong được là trong tương lai có thể tôi có những cộng tác viên mới hoặc là chương trình nó hay quá mà người ta bà con yêu cầu tôi thực hiện, thì có thể là tôi sẽ cố gắng với cái tạm gọi như cái sự thành công đó thì tôi sẽ thực hiện nhiều hơn. Tôi còn có cái tham vọng là không chỉ làm ở trong nhà của tôi bằng máy tính, tôi còn có tham vọng tôi ra tới tạm gọi như là cái hiện trường, tôi tạm gọi là như vậy. Thì tôi cũng đã xin phép để đến những cái nơi chẳng hạn như là cái máy gia tốc hạt nhân. Để họ cho tôi thấy được làm thế nào mình thấy được cái sự chuyển động của nguyên tử, và để coi như cái tiến triển của vấn đề nghiên cứu về năng lượng nguyên tử như thế nào. Tôi cũng đã xin phép nhà máy Intel để có thể thực hiện được những cuộc tạm gọi như những cuộn phim hoặc là những cái tài liệu nói về những cái microprocessor là để làm cái máy tính. Thì những cái đó thì nếu mà chúng ta có thể tiếp cận được tại chỗ thì cái đó rất là hình ảnh rất là sống động. Và tôi nghĩ rằng là để làm được cái chuyện đó thì cũng phải có một sự chuẩn bị rất là lâu dài. Thì cho nên là trả lời cho Xuân Phương thì hiện thời tôi chỉ tính ra một tuần một lần thôi, trừ trường hợp mà hoặc là tôi có đủ điều kiện hoặc là có một sự thành công vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi
thì tôi sẽ cố gắng để làm nhiều hơn. Theo yêu cầu đặc biệt đúng không ạ? Qua những gì mà nhà giáo Phạm Minh Hoàng chia sẻ thì chương trình Khoa học và chúng ta hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem nhiều điều lý thú và bổ ích. Trước khi mà kết thúc chương trình phỏng vấn này, không biết nhà giáo Phạm Minh Hoàng có muốn chia sẻ gì thêm với mọi người hay là có đề tài lý thú nào khác mà ông muốn bật mí trước hay không? Thì cái chia sẻ thì tôi nghĩ rằng là cái tôi vẫn muốn được chia sẻ cái hạnh phúc của tôi là được chia sẻ, trao đổi cũng như là gửi gắm đến những kiến thức của mình đến cho những người khác, đó là cái hạnh phúc của tôi. Chứ còn cái bật mí thì tôi không có ngại gì mà tôi không có cái bí mật để mà bật mí, thì thực sự chương trình của tôi nó tôi hy vọng nó sẽ được kéo dài, nếu mà một tuần một lần sẽ kéo dài được 2 năm, thì tôi có đủ tạm gọi là đủ đạn để bắn trong vòng 2 năm, sau đó thì tính sau. Thì chương trình nó sẽ bao gồm tất cả những cái gì mà tôi nghĩ là nó liên quan đến đời sống của chúng ta, và tôi ước mong là sẽ được mọi người, đặc biệt là các em sinh viên học sinh sẽ hưởng ứng và đóng góp cho tôi những cái ý kiến để chương trình này được một ngày một toàn hảo. Xin cảm ơn mọi người. Vâng, nhà giáo Phạm Minh Hoàng quả thật đã bỏ rất nhiều tâm huyết và nỗ lực để thực hiện thật công phu chương trình Khoa học và chúng ta, chỉ với mong ước chia sẻ niềm đam mê và những kiến thức về khoa học ứng dụng trong cuộc sống đến với mọi người, đặc biệt là đến với giới trẻ, giới sinh viên, học sinh. Rất trân quý những nỗ lực của ông, Xuân Phương xin chúc ông thật nhiều niềm vui trong việc thực hiện chương trình và thật nhiều thành công với chương trình Khoa học và chúng ta. Xuân Phương mong sớm được xem chương trình của ông. Xin kính chào tạm biệt ông. Xin cảm ơn Xuân Phương và xin cảm ơn quý khán thính giả. Xuân Phương cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi phỏng vấn nhà giáo Phạm Minh Hoàng nói về một chương trình mới sắp được trình chiếu, chương trình Khoa học và chúng ta. Một chương trình hứa hẹn sẽ đem đến cho người xem nhiều điều lý thú và hữu ích. Các bạn nhớ đón xem nha. Xuân Phương xin kính chào tạm biệt.